Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường mở rộng tín dụng ngân hàng, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen. 10 trong số 30 quốc gia thành viên của NATO đáp ứng được mục tiêu chi tiêu quốc phòng trong năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 10, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các buổi kiểm tra khảo sát làm việc về phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đối với dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nam Lương Sơn đã tiến hành nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 khu công nghiệp Nam Lương Sơn cho phù hợp với điều kiện thực tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh xem xét đề xuất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía Công ty Bình Minh chưa có đề xuất về phương án kế hoạch triển khai đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nam Lương Sơn. Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để thống nhất phương án kết nối đường vào khu công nghiệp với đường Hòa Lạc, thành phố Hòa Bình, bố trí nguồn vốn bảo đảm thực hiện đường vào khu công nghiệp trong năm 2020, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ và ký quỹ thực hiện dự án theo quy định. Về khu công nghiệp Thanh Hà và khu công nghiệp Lạc Thịnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu thống nhất ý kiến, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ đưa khu công nghiệp Thanh Hà ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp Việt Nam. Đối với khu công nghiệp Lạc Thịnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thủy và các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá hiện trạng và thống nhất diện tích có thể mở rộng của khu công nghiệp Lạc Thịnh thêm khoảng 950 ha, nâng tổng diện tích khu công nghiệp Lạc Thịnh thành 1.170 ha. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã báo cáo phương án thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển diện tích đất nông nghiệp, mở rộng một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, phương án lập đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2030. Cụ thể, giữ nguyên diện tích 5 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020, mở rộng khu công nghiệp Mông Hóa và khu công nghiệp Lạc Thịnh, bổ sung khu công nghiệp Bảo Hiệu vào quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, đề xuất đưa khu công nghiệp Thanh Hà ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề xuất kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng đường điện, hệ thống xử lý nước thải để thu hút các nhà đầu tư. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025, ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp như Yên Quang, Nam Lương Sơn, mở rộng khu công nghiệp Lạc Thịnh lên khoảng 1.000 ha, nâng tỷ lệ lấp đầy diện tích các khu công nghiệp trên 80%. Phần đầu đến năm 2025, diện tích đất các khu cụm công nghiệp chiếm khoảng 1% diện tích đất tự nhiên của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị. Cái phương châm của chúng ta ngay trong đại hội ghi rất rõ quan điểm phát triển rồi. Xanh, xanh hơn và xanh hơn nữa. Cháu chỉ nhớ cái chuyện này. Dù phát triển thế nào được, động lực thế nào được nhưng mà vẫn phải bền vững. Trong phát triển bền vững thì nó gắn cái yếu tố quan trọng nhất là bảo vệ môi trường. Thế là từ đấy các đồng chí đề ra một chiến lược thu hút nhà đầu tư hạ tầng thì rồi, nhưng mà đầu tư thứ cấp ấy cũng phải chọn những cái ông nào mà xanh, sạch và nó giá trị gia tăng cao. Xuất phát từ đặc điểm của Hòa Bình chúng ta, diện tích địa hình nó chia cắt, sạt trượt. Thế là các đồng chí phải tính toán chỗ nào làm khu, chỗ nào làm cụm cho nó phù hợp. Và khu hay cụm thì tôi đề nghị các đồng chí nó cũng tính luôn cái phương án là gắn với đô thị nữa. Cái chỗ Bờ Trái thì bây giờ thì tôi thì cũng nói thật, Bờ Trái nó rất sát
rồi chúng ta khoảng 5-10 năm nữa, 20 năm nữa thôi, lại phải di chuyển. Tôi đề nghị thế này thôi, là chúng ta cố gắng là duy trì hiện trạng, nó gắn với cái quy hoạch tổng thể của thành phố. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp với các sở ngành có liên quan trong thu hút đầu tư, ra quy chế rõ ràng về lựa chọn nhà đầu tư, chú trọng cơ chế đầu tư, đặc biệt là đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, rà soát kỹ các khu công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp Bảo Hiệu để tổng hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Ngày 22 tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2020. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 3 năm 2020, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã bám sát các kế hoạch chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, kịp thời triển khai các nhiệm vụ được sao, đặc biệt là tham mưu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, công tác kiểm tra giám sát kịp thời đúng quy định, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân, tuyên truyền vận động hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2020, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh cần phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho cấp ủy, ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, khẩn trương đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 vào cuộc sống. Tham mưu triển khai mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa tập trung chống dịch hiệu quả, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương của tỉnh. Ngày 22 tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban khối nội chính, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2020. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Quý 3 năm 2020, các cơ quan khối nội chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Công an tỉnh đưa ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85,48%. Công tác thực hành quyền công tác và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự ở Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đạt được nhiều kết quả. Các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh đưa 100% số vụ việc chủ động và theo đơn yêu cầu thi hành án ra thi hành theo quy định. Hoạt động thanh tra kiểm tra chuyên ngành được tăng cường, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tiếp tục thực hiện phối hợp hiệu quả, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, ổn định địa bàn, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các cơ quan tiến hành tố tụng, chủ động tham mưu đề xuất và phối hợp xem xét xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ thời gian và đúng quy định của pháp luật. Chủ động trong công tác phối hợp, chuẩn bị tốt trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng thực hiện tốt công tác phòng ngừa, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Ngày 22 tháng 10, đoàn công tác của Ủy ban Bảo vệ Môi trường Lưu vực Sông Nhuệ Sông Đáy đã kiểm tra tình hình triển khai đề án bảo vệ môi trường Lưu vực Sông Nhuệ Sông Đáy giai đoạn 2008-2020, định hướng trong giai đoạn tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triển khai đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy giai đoạn 2008-2020, tỉnh Hòa Bình đã đưa ra 4 chương trình dự án, giải pháp cụ thể để bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ trên địa bàn tỉnh, bao gồm xây dựng khu xử lý và chôn lấp rác thải ở thành phố Hòa Bình, xây dựng trạm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh, trồng rừng vùng lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, quy hoạch bảo vệ môi trường vùng lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy. Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước mặt tại các điểm thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy tỉnh cho đến nay chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Các thông số chỉ tiêu quan trắc cơ bản đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, một số chương trình dự án chưa được triển khai theo đúng kế hoạch. Tại buổi làm việc, tỉnh kiến nghị với đoàn công tác về tiếp tục kiện toàn
củng cố hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương, chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, hỗ trợ tỉnh tiếp cận với các tổ chức quốc tế nhằm huy động nguồn hỗ trợ về kinh tế và kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, hỗ trợ kinh phí thực hiện giám sát, kiểm soát, quan trắc chất lượng môi trường nước mặt các huyện thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy. Đoàn công tác đã ghi nhận các ý kiến kiến nghị của tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy. Ngày 22 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2020, dự án hồ Cánh Tạng đã được phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất được 521,8 ha trên 897,36 ha, đạt 58,14% diện tích. Thu hồi đất của 1.511 hộ và 11 tổ chức, di chuyển khoảng 1.800 ngôi mộ. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã bồi thường giải phóng mặt bằng xong diện tích đất nông nghiệp và tài sản cây trồng nhà ở của 241 hộ đến cao trình 54 mét. Đã thực hiện kiểm đếm xong, đang lập phương án bồi thường cho 148 trên 252 hộ có nhà ở tại xã Văn Nghĩa phải di chuyển đến khu tái định cư tập trung. Tổng kế hoạch vốn giao năm 2020 là 461 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được 298 tỷ đồng, đạt 65%. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành ưu tiên tối đa nguồn lực cho dự án, rút ngắn thời gian thẩm định và xử lý các văn bản liên quan, bổ sung thêm nguồn vốn để thực hiện giai đoạn 1 của hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đường điện 35 kV, di chuyển các hộ dân có nhà ở, diện tích đất nằm trong lòng hồ, tránh tình trạng đến thời điểm chặn dòng, mưa lũ ngập làm ảnh hưởng đến tài sản của người dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các sở ngành, đơn vị liên quan cần tăng cường công tác phối hợp xử lý vướng mắc trong việc bồi thường đường dây 35 kV, xác định tổng kinh phí cần thiết giải phóng mặt bằng, cần thiết sẽ rà soát, giãn hoãn phân kỳ một số hạng mục chưa cấp thiết chuyển sang giai đoạn sau, cơ cấu tổng mức đầu tư dự án theo nguyên tắc không tăng. Bên cạnh đó, bổ sung nhân lực thẩm định hồ sơ mời thầu một số hạng mục nằm trong dự án như đắp đất san nền, các tuyến đường tránh ngập, các điểm tái định cư còn lại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. Theo kế hoạch, đảm bảo di chuyển dân ra khỏi vùng lòng hồ trước ngày 30 tháng 4 năm 2021. Ngày 22 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức phát động và tiếp nhận ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Những ngày vừa qua, do tình hình mưa lũ lớn trên diện rộng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân các tỉnh miền Trung, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cấp ủy chính quyền, cơ quan đoàn thể, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. Tại buổi tiếp nhận, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ với tổng trị giá trên 880 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ tỉnh sẽ chuyển số tiền các đơn vị cá nhân ủng hộ để hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung trong thời gian sớm nhất. Đây sẽ là nguồn hỗ trợ thiết thực, động viên to lớn đối với nhân dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Ngày 22 tháng 10, tại Tòa án Nhân dân tỉnh, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Quang Vinh, nguyên trưởng phòng khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo, Khương Ngọc Chất, nguyên trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh, Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên phó hiệu trưởng, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Lạc Thủy, về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ, làm sai lệch kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình. Theo đó, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Quang Vinh, bị cáo Khương Ngọc Chất đã có kháng cáo kêu oan, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn, bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan đã xin rút toàn bộ kháng cáo. Đáng chú ý, trong quá trình xét xử tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Khương Ngọc Chất và Nguyễn Quang Vinh đã xin thay đổi nội dung kháng cáo. Trong đó, bị cáo Khương Ngọc Chất xin thay đổi từ kháng cáo kêu oan sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
bị cáo Nguyễn Quang Vinh xin thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh và mức hình phạt. Bị cáo này chỉ thừa nhận hành vi thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng, không nhận tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Với các nội dung trên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Khương Ngọc Chất và Đỗ Mạnh Tuấn, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Khương Ngọc Chất 5 năm tù, giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm. Về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tuyên phạt bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn 6 năm tù về tội nhận hối lộ, giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm, giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh mà bị cáo này phải chấp hành là 9 năm tù. Không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt 8 năm tù về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Quang Vinh. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Tăng cường mở rộng tín dụng ngân hàng, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen. Hòa Bình nhân rộng các mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu sử dụng nguồn vốn của người dân tăng mạnh, tập trung vào các hoạt động phát triển kinh tế tiêu dùng. Đặc biệt đối với tỉnh Hòa Bình, việc sử dụng nguồn vốn và phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn được đặc biệt quan tâm. Thực tế, trong thời gian vừa qua đã có nhiều mô hình, chủ hộ đã tiếp cận được với nguồn vốn và sử dụng khá hiệu quả trong phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Do vậy, vấn đề việc mở rộng tín dụng ngân hàng, ngăn chặn tín dụng đen hết sức cần thiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung phóng sự sau. Thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng nguồn vốn của người dân trong sản xuất kinh doanh là khá lớn. Đã có nhiều hộ gia đình tiếp cận được với nguồn vốn của các ngân hàng. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền mở rộng tín dụng ngân hàng, đấu tranh với hoạt động tín dụng đen tại địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tại mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Bùi Văn Lực ở xóm Khoang, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, đây là một trong những khách hàng vay vốn truyền thống, uy tín của Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Kim Bôi. Gia đình cũng thành là cái khách hàng truyền thống của Ngân hàng Nông nghiệp. Thế thì đến nay thì gia đình cũng đã có cho thu nhập mỗi năm cũng được 5 đến 600 triệu. Thế cho nên là kinh tế có khá lên cũng nhờ có cái nguồn vốn của ngành ngân hàng nông nghiệp. Những nội dung trong hoạt động truyền thông mở rộng tín dụng ngân hàng và ngăn chặn tín dụng đen có ý nghĩa hết sức thiết thực với người dân, giúp họ thấy được hậu quả của tín dụng đen. Bên cạnh đó giúp người dân hiểu và nhận thức thế nào là tín dụng đen, từ hình thức, thủ đoạn và giải pháp để hạn chế tín dụng đen và những vi phạm pháp luật đối với hoạt động tín dụng đen. Có hai cái đặc trưng cơ bản để chúng ta là xác định có phải là tín dụng đen hay không. Một là thứ nhất là cái lãi suất cho vay vượt quá mức cái lãi suất quy định của pháp luật, quy định cụ thể ở đây là quy định là 20% lãi suất là trên một năm, vậy vượt quá 20% trở lên. Đấy là một trong yếu tố để xem xét là cho vay lãi nặng. Đấy. Thứ hai là cái yếu tố thứ hai là cái việc thu hồi lãi này đấy, là thường gắn với cái hành vi đòi nợ trái pháp luật. Đấy, cho nên để một xác định một cái việc cho vay có phải tín dụng đen, ta dựa vào hai cái căn cứ đấy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã chia sẻ những sản phẩm dịch vụ ngân hàng và các gói tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn. Để giải đáp những thắc mắc đã có nhiều câu hỏi của người dân đặt ra cho lãnh đạo Bộ Công an và hệ thống ngân hàng liên quan đến tín dụng đen và các thủ tục vay vốn chính đáng để phát triển sản xuất. Đối với Ngân hàng Agribank đã triển khai đồng bộ các cơ chế tín dụng để hỗ trợ phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực tam nông với mục tiêu mở rộng tín dụng để hỗ trợ khách hàng tiếp cận được vốn đầu tư tốt nhất, ngăn chặn nạn tín dụng đen trong xã hội, góp phần đảm bảo an ninh an toàn xã hội trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Nguồn vốn của Agribank đã đóng góp vào công cuộc chuyển dịch cơ cấu khu vực nông nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh cao. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu, nhiều xã huyện đã thực sự khởi sắc về phát triển kinh tế xã hội và đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí. Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Agribank là ngân hàng thương mại lớn nhất với nguồn vốn đạt trên 8.000 tỷ đồng, chiếm 40% thị phần trên địa bàn tỉnh,
dư nợ đạt gần 11.000 tỷ đồng, chiếm 46% thị phần trên địa bàn toàn tỉnh. Tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn đạt trên 84% dư nợ cho vay. Ngân hàng nông nghiệp đã dành 5.000 tỷ đồng để cho vay đáp ứng nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình như khám chữa bệnh, chi phí học tập, mua đồ dùng, trang thiết bị. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt chi nhánh tập trung các nguồn lực để xét duyệt giải ngân cho vay các nhu cầu cấp thiết theo chương trình này. Và theo chỉ đạo của Ngân hàng Nông nghiệp là tất cả các nhu cầu mà tối đa khoảng 30 triệu mà chính đáng của bà con thì chúng tôi sẽ giải quyết trong ngày. Một trong những nội dung được quan tâm đó là tuyên truyền giúp người dân hiểu hơn về những sản phẩm dịch vụ ngân hàng gói tín dụng, cơ chế chính sách tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu đời sống cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Còn về phía ngân hàng thì cũng đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm rất cao, triển khai nhiều mô hình, nhiều mạng lưới để phục vụ cái tín dụng chính thức. Thế và cũng đã đưa ra những cái gói sản phẩm. Thí dụ Ngân hàng Nông nghiệp cũng đã tuyên bố có 5.000 tỷ ngay lập tức với lãi suất hợp lý để giúp cho bà con có thể tiếp cận những cái khoản vay mang tính chất phục vụ đời sống. Giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có mặt trên khắp mọi miền đất nước cũng đã vào cuộc cũng rất tích cực. Thông qua những tư vấn tài chính đã giúp người dân có thông tin đầy đủ hơn, gia tăng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp, phục vụ đời sống tiêu dùng, đặc biệt là người có thu nhập thấp, góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Đặc biệt, đối với việc phát triển nông nghiệp nông thôn, với vai trò là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trong đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, Agribank luôn là người bạn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện tốt sự nghiệp phát triển kinh tế và thực hiện tốt công tác xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ trong thực hiện phong trào thi đua, mang lại hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xuất phát ban đầu chỉ là cửa hàng kinh doanh nhỏ. Năm 2001, công ty cổ phần thương mại Định Nhuận đã được thành lập. Đến nay sau 20 năm xây dựng và phát triển, doanh nghiệp này đã tạo được uy tín trên địa bàn tỉnh với hệ thống nhà phân phối các mặt hàng thiết yếu đến vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh và hệ thống siêu thị nhà hàng, khách sạn. Hiện tại, công ty đang tạo việc làm cho gần 200 lao động với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng một người một tháng và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Chúng tôi chú trọng đào tạo nâng cao cái trách nhiệm công việc cho cán bộ công nhân viên và chúng tôi nâng cao cái thu nhập cho người lao động và chúng tôi luôn chú trọng uy tín cái thương mại, thương hiệu của công ty và xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp với nhà nước và chúng tôi luôn xác định và tìm hiểu nâng cao kinh nghiệm kinh doanh để có cái thu nhập, doanh thu và lợi nhuận nhiều hơn nữa để chúng tôi chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên. Về xóm Tân Hương, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, nhiều người nhắc đến hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hánh, một trong những hộ làm giàu từ trồng bưởi. Bà Hánh bắt đầu trồng bưởi từ năm 2009 với số lượng hơn 100 cây, chủ yếu là bưởi đỏ và bưởi da xanh. Đến nay, gia đình bà đã phát triển diện tích bưởi lên đến 4 hectare. Do chăm sóc tốt, đúng quy trình kỹ thuật, nên vườn bưởi của gia đình bà có chất lượng tốt, vỏ mỏng, nhiều nước, ngọt dịu, được thị trường ưa chuộng. Hàng năm vào vụ thu hoạch, thương lái đánh cả ô tô xe tải tới tận vườn thu mua hết. Từ tiền bán bưởi, trung bình mỗi vụ gia đình bà Hánh thu về hơn 1,3 tỷ đồng. Từ năm 2013 thì chúng tôi tập trung vào là xóa bỏ vườn tạp và trồng cây bưởi đỏ. Hiện tại như ngày hôm nay là chúng thấy là cái cây bưởi đỏ này rất là có giá trị và nó cũng ngày càng khẳng định cái vị thế giá trị sản phẩm trên toàn miền Bắc đấy. Nhiều người, nhiều khách hoặc nhiều các đoàn tham quan đến và thưởng thức bưởi thì họ cũng khẳng định là bưởi đỏ chúng tôi là chất lượng nhất, ngọt nhất. Trên đây chỉ là hai trong số 3.402 mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh.
phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong đổi mới phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tập trung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng dư nợ trên 1.280 tỷ đồng cho 27.587 hộ vay, đầu tư xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi tập trung vào cái chủ đề mà năm 2021, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động, đó là phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp và cách mạng công nghiệp 4.0. Thì ngoài cái việc mà hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp thì chúng tôi cũng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực và cũng tổ chức cái cuộc thi khởi nghiệp và ngày hội khởi nghiệp hỗ trợ thành lập. Hỗ trợ để thành lập các mô hình kinh tế, ví dụ như là hợp tác xã do nữ làm chủ cũng như là các tổ liên kết, nhóm liên kết do phụ nữ làm chủ. Thì và cũng phối hợp với các ngành để làm sao mà có cái nguồn lực hỗ trợ cho các nhóm này để làm sao mà phát triển được cái sản phẩm. Là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, các hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sản xuất kinh doanh, góp phần giảm nghèo, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, phấn đấu đưa hòa bình phát triển nhanh và bền vững. Tiếp theo là những thông tin quốc tế. Châu Âu vẫn đang tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở mức cao kỷ lục. Trước tình trạng này, Italia và Pháp đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Italy đang tiếp tục đối mặt với tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, có gần 15.200 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là số ca mắc hàng ngày cao nhất tại Italy kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại đây. Nhiều khu vực trên khắp Italy hiện đang tái áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt, trong đó có cả lệnh giới nghiêm, yêu cầu không tổ chức các cuộc tụ tập vào ban đêm để phòng ngừa dịch bệnh. Tại Pháp, Hội đồng Bộ trưởng nước này đã công bố kế hoạch kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đến tháng 2 năm 2021. Quốc hội Pháp dự kiến sẽ họp vào cuối tuần này để thảo luận về dự luật kéo dài tình trạng khẩn cấp. Dự luật này sẽ giúp chính phủ Pháp có thêm quyền áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn, như lệnh giới nghiêm và bắt giữ tại địa phương. Còn tại Đức, Bộ trưởng Bộ Y tế Jens Spahn đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện ông Jens Spahn được cách ly. Cho đến nay, Đức đã ghi nhận gần 400.000 trường hợp nhiễm COVID-19. Chính phủ Brazil vừa thông báo một tình nguyện viên tham gia quá trình thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 đã tử vong. Loại vaccine này do công ty dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phát triển. Theo giới chức y tế ở Brazil, tình nguyện viên nói trên tử vong trong tháng này. Hiện chưa có thêm thông tin được tiết lộ, nhưng được biết quá trình thử nghiệm này có thể vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Truyền thông Brazil đưa tin tình nguyện viên nói trên là một bác sĩ 28 tuổi ở Rio de Janeiro, tham gia thử nghiệm lâm sàng từ tháng 7. Tình nguyện viên này đã nhiễm COVID-19 từ tháng 9. Đại học Oxford cho biết không có mối lo ngại nào về tính an toàn của quá trình thử nghiệm lâm sàng này. Hơn 5.000 người ở Brazil được cho là đã tham gia vào quá trình thử nghiệm lâm sàng loại vaccine phòng COVID-19 nói trên. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa cho biết chi tiêu quân sự của khối này trong năm 2020 đã tăng lên trong năm thứ 6 liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ có 10 trong số 30 quốc gia thành viên của NATO đáp ứng được mục tiêu chi tiêu quốc phòng của năm nay. Những quốc gia nói trên bao gồm Mỹ, Anh, Rumani và Pháp. Năm 2014, NATO đã đưa ra mục tiêu là tất cả các nước thành viên sẽ dành 2% GDP vào chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Mỹ dẫn đầu 30 quốc gia thành viên của NATO về chi tiêu quốc phòng với 3,87%. Tổng chi tiêu cho quốc phòng của các quốc gia NATO là khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Liên minh châu Âu, EU và Anh vừa đồng ý trở lại bàn đàm phán để tìm ra một thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Các cuộc đàm phán này đã bị đình trệ sau khi Anh phản ứng mạnh mẽ trước kêu gọi thỏa hiệp của EU hồi tuần trước. Trên trang Twitter, trưởng đoàn đàm phán của Anh, ông David Frost, cho biết
Anh và EU sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán trong ngày 22 tháng 10 tại London. Vòng đàm phán này sẽ kéo dài 4 ngày. Anh và EU đã đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do kể từ khi Anh rời khỏi EU hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, hai bên vẫn bị chia rẽ về quyền đánh bắt cá, trợ cấp của chính phủ, cho các doanh nghiệp và nhiều vấn đề khác. Thời gian chuyển tiếp sẽ kết thúc vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, thời hạn này dự kiến sẽ kết thúc sớm vào đầu tháng 11 do thủ tục hành chính. Ngày 21 tháng 10, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo đã lấy được mẫu đất đá từ một tiểu hành tinh. Đây là lần đầu tiên NASA lấy thành công mẫu đất đá từ một tiểu hành tinh khác về trái đất. Tàu thăm dò quỹ đạo của NASA đã đáp xuống tiểu hành tinh Bennu và mang về một số mẫu đất đá. Những vật liệu này có thể cung cấp thêm dữ liệu để tìm ra nguồn gốc của hệ mặt trời. Theo NASA, tiểu hành tinh Bennu có chứa các vật liệu hydrat hóa và vật chất hữu cơ từ thời kỳ đầu của hệ mặt trời, cách đây 4,5 tỷ năm. Tàu thăm dò của NASA đã sử dụng một cánh tay tự hành để chạm tới bề mặt của tiểu hành tinh Bennu, tạo ra một vụ nổ khí nitơ và cuối cùng giữ lại những đất đá bay lên do vụ nổ. Tất cả những thao tác này chỉ diễn ra trong vòng 5 giây. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và kênh YouTube HBTV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.